phong trào bản giá tấn công người Palestine ở Jerusalem, tên từ Jerusalem. Người dân của một cộng đồng Palestine ở gần Jerusalem đã bị tấn công, bị phá hoại xe cộ và bị đe dọa. Ông Walid Elayan là một người dân trong làng Beth Safata, nói rằng sáng nay người dân trong làng thức giấc đã thấy những câu biểu ngữ kỳ thị chủng tộc được viết trên xe và trên tường. Hoa Kỳ đã làm trung gian, đưa Do Thái và Palestine ngồi vào bàn đàm phán hòa bình, nhưng cuộc đàm phán không có hy vọng kéo dài. Các nhà thương thuyết Do Thái và Palestine đã gặp nhau 3 lần sau khi gặp nhau ở Hòa Thịnh Đốn trong tháng 7. Người Palestine muốn được thành lập quốc gia sống chung hòa bình với Do Thái trên các vùng đất Palestine, bao gồm Đông Jerusalem. Chủ nhật vừa qua, Do Thái đã chấp thuận xây 1.500 căn nhà định cư ở Tây Ngàn. Việc làm của Do Thái gây lo ngại, cuộc đàm phán vừa mới bắt đầu sẽ bị đổ vỡ. Ông Elayan cho biết câu viết trên tường nhà ông ta nói là để trả thù cho việc trả tự do cho các tù nhân Palestine. Các vụ tấn công tương tự cũng đã làm hư hại nhiều ngôi đền, nhà ở, xe cộ, vườn olive ở Tây Ngàn. Cảnh sát Do Thái luôn tuyên bố sẽ điều tra và trừng phạt những kẻ phá hoại, nhưng chưa từng bắt giữ hay truy tố một người nào.